Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, trên mạng từng có một chia sẻ thế này: tôi hy vọng rằng vào cuối đời, sự phụ thuộc lớn nhất của tôi không phải là con cái, mà là sự sung mãn và phẩm giá bên trong. Bản thân mình, cụm từ này không đáng buồn, cũng không ghê gớm gì cả. Tất cả phụ thuộc vào cách bạn sắp xếp tuổi già của mình. Khi tôi già, tôi nhất định không dựa vào con cái, tôi sẽ chỉ dựa vào bản thân mình. Quả thực, đừng nghĩ rằng về già sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào con cái. Bốn thứ sau đây mới là chỗ dựa vững chắc của chúng ta. Mời quý vị cùng lắng nghe và chiêm nghiệm với Ngẫm Sự Đời nhé. Thứ nhất, thân thể khỏe mạnh. Ở đời, quan trọng nhất là phải có sức khỏe. Bởi vì con người còn sống là còn có hy vọng. Có sức khỏe mới có khả năng làm mọi chuyện. Nếu chỉ có tiền bạc, địa vị mà không có một cơ thể khỏe mạnh thì tất cả cũng chỉ là vô nghĩa. Khi về già, bạn càng phải quý trọng sức khỏe hơn. Tuổi tác càng cao, cơ thể càng yếu đi. Con cái hiếu thuận thì có thể ở bên chăm sóc bạn. Nhưng ngộ nhỡ gặp phải con cái bất hiếu, hoặc có lòng nhưng không có sức, bận rộn quá nhiều việc thì bạn phải làm sao đây? Chưa kể không có sức khỏe, không có khả năng lao động, hay chỉ ít là khả năng tự chăm sóc bản thân, bạn sẽ trở thành gánh nặng cho người khác. Có người gánh bạn cũng chẳng sống vui vẻ được, nữa là không có ai gánh. Càng lớn tuổi, các cơ quan trong cơ thể càng suy yếu. Vì thế bạn đừng bao giờ quên tập thể dục. Nếu không có sức khỏe thì chúng ta có sống thọ đến đâu cũng chỉ như một quá trình chịu tội. Chỉ khi cơ thể khỏe mạnh, ăn được, uống được, ngủ được, chúng ta mới có thể sống vui mỗi ngày. Thỉnh thoảng nên tự giác chạy bộ, đi dạo hoặc tập các bài tập thể dục đơn giản, nhẹ nhàng như thái cực quyền. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham gia vào các hội nhóm giao lưu với những người cao tuổi khác. Để tìm thêm bạn bè mới hoặc để khám phá thêm những thú vui mới có trong cuộc sống, duy trì thái độ lạc quan là liều thuốc tốt nhất để kéo dài tuổi thọ. Thứ hai, bạn đời bầu bạn. Khi về già, bạn sẽ rất dễ cảm thấy cô đơn. Nếu chỉ có một mình thì dù ngoài miệng không nói, đến lúc đêm hôm yên tĩnh, tất cả cay đắng đều sẽ hiện ra rõ ràng. Kể cả khi có con cái bầu bạn, chúng cũng vẫn có cuộc sống của riêng mình, cũng phải nỗ lực cải thiện cuộc sống. Để con cái vì phải chăm sóc bạn mà gánh chịu áp lực nặng nề cũng đâu phải điều bạn muốn. Cho nên con người ta về già tốt nhất có bạn đời ở bên. Ít nhất khi cô đơn còn có một bờ vai để dựa vào, khi buồn chán còn có người trò chuyện cùng, sống vui vẻ hơn một chút. Tục ngữ có câu: tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng. Khi còn trẻ, đôi vợ chồng nào cũng có chút mâu thuẫn, cãi vã vì những chuyện vụn vặt trong gia đình. Nhưng đến lúc về già, người có thể hiểu bạn nhiều nhất không phải con cái, mà chính là người bạn đời bên cạnh. Cuộc sống càng về già càng bớt đi náo nhiệt, thay bằng sự im lặng và thấu hiểu. Chỉ cần trao đổi một ánh mắt cũng có thể hiểu đối phương muốn nói gì. Thế nên bạn hãy trân trọng người bạn đời của mình. Đi bộ với nhau, trò chuyện với nhau, cùng nhau uống trà, ngắm hoa, đó cũng là một điều tốt đẹp. Con cái có hiếu thuận đến đâu cũng không thể ở bên cha mẹ mãi được. Cho nên vì hạnh phúc của mình cũng để không làm phiền đến con cái, tốt nhất là có một người bạn đời ở bên. Thứ ba, tiền dưỡng lão. Tuổi càng cao, bạn sẽ gặp phải rất nhiều chuyện nằm ngoài dự liệu. Không ai biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Chuyện duy nhất bạn phải làm là sống tốt mỗi ngày. Già rồi, sức khỏe không được như người trẻ tuổi. Hiệu quả công việc và tiền kiếm được cũng sẽ ít hơn. Bạn nhất định phải tích góp cho mình một khoản tiền dưỡng lão. Ít nhất là phải đủ để nuôi bản thân sống qua ngày. Con người ai cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử. Lớn tuổi nhiều bệnh, con cái dốc lòng chăm sóc sẽ khiến bạn thấy tội nghiệp cho chúng. Mà con cái lạnh lùng, bỏ bê thì bạn khổ không để đâu cho hết. Cho nên không thể không có tiền dưỡng lão. Có tiền rồi ít nhiều cũng không cần nhìn sắc mặt người khác mà sống. Nhiều người lớn tuổi cho rằng họ đã dành cả đời để nuôi con cái, cực khổ vì con cái. Do đó, mong rằng lúc về già, khi sức yếu chẳng làm lụng được,
con cái có thể là điểm tựa cho họ. Trên thực tế, không phải chuyện gì cũng như ý muốn được. Có những đứa con không muốn thực hiện nghĩa vụ, hoặc có những đứa con quá nghèo nên không thể thực hiện nghĩa vụ. Dù là vì lý do gì, tốt hơn hết, bạn đừng nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào con cái. Trước khi về già, cố gắng tích lũy chút tiền tiết kiệm, coi như lương hưu riêng cho bản thân, để sau này có chuyện gì cần xài tiền, ta cũng có thể tự giải quyết. Mọi người vẫn hay bảo, phải có con cái để về già có người chăm sóc. Nhưng thực ra sự đời khó đoán. Điều tốt nhất bạn có thể làm là không liên lụy người khác, không tổn thương bản thân. Hãy có chuẩn bị từ trước, cả đời chỉ dựa vào bản thân mình, ấy cũng là một loại hạnh phúc. Thứ tư, tâm lý tích cực và lạc quan. Có một kiểu suy nghĩ thế này, lớn tuổi quá rồi, cứ để thuận theo số phận, ông trời gọi tên ai, người nấy xạ. Họ chẳng muốn dành quá nhiều thời gian cho các hoạt động xung quanh, chỉ thích sống khép kín trong căn phòng của riêng mình. Thế nhưng, cùng một suy nghĩ đó, với hai loại người khác nhau sẽ đem đến những kết quả khác nhau. Ví dụ, đối với những người tích cực, họ nghĩ như thế vì họ không quá quan tâm đến vấn đề sống chết và sống riêng lẻ, không tụ tập, chỉ là tính cách riêng. Ngược lại, những người tiêu cực nghĩ như thế vì quá chán nản với cuộc đời và họ muốn sống một mình vì không muốn đối diện với hiện thực và mọi người. Chúng ta có quyền lựa chọn cách sống của riêng mình, nhưng mong rằng bạn có thể luôn giữ một tinh thần lạc quan và tích cực dù phải đối diện hoàn cảnh nào. Không chỉ người cao tuổi mà người trẻ tuổi cũng rất cần năng lượng tích cực để cứu vớt họ vượt qua những khó khăn áp lực. Những năm tháng sau này, mong rằng bạn có thể luôn vui vẻ sống trọn vẹn cuộc đời này. Quý vị thân mến, có người nói với tôi rằng trong cuộc sống hãy cố gắng tốt nhất những gì có thể để đến khi về già chẳng còn điều gì phải hối hận nữa. Nhưng sự thật là có ai đủ xuất sắc để làm được như vậy không? Tôi nghĩ là hơi khó. Một giáo sư từng nói, nếu đến cuối cuộc đời mà bạn chẳng có điều gì để hối hận thì có lẽ bạn đã sống một cuộc đời chưa được thú vị cho lắm. Bên cạnh đó, việc bạn có những điều hối hận một mặt cho thấy những điều bạn chưa làm được, nhưng cũng đồng thời cho thấy bạn biết nhìn ra sai lầm của bản thân, thẳng thắn đối diện với chúng. Điều này có ý nghĩa hơn nhiều so với những người luôn tự vỗ ngực cho rằng mình đã làm rất tốt, mình chẳng làm sai điều gì và chẳng có gì phải hối hận. Đó là con người, khó mà tránh khỏi sẽ có những lúc va vấp sai lầm. Dưới đây là 8 điều hối hận phổ biến nhất. Hãy cùng lắng nghe và chú ý để về già chúng ta không phải ân hận về bất cứ điều gì nhé. Điều thứ nhất, không lựa chọn bạn đời một cách cẩn thận. Khi đã sống được hơn 2/3 cuộc đời, nhiều người đã nhận ra một điều rằng kỳ thực, việc chọn đúng bạn đời là một trong những quyết định quan trọng nhất của đời người. Nhìn lại những năm tháng tuổi trẻ, nhiều người cho rằng họ đã quá bốc đồng, coi trọng hình thức và điều kiện của đối phương, để rồi sau đó vỡ mộng và chịu đựng một cuộc sống nhiều phiền muộn. Một người phụ nữ từng ở trong một mối quan hệ tồi tệ với chồng đã nói với Khan rằng thà không kết hôn còn hơn là kết hôn sai người. Bill Gates, ông trùm công nghệ cũng từng nổi tiếng với một câu nói, chọn bạn đời còn quan trọng hơn chọn nghề, cho thấy ảnh hưởng của người bạn đời với chúng ta lớn đến mức nào. Nếu bạn chọn được đúng một người tử tế, chân thành, sẵn sàng cùng bạn vượt qua mọi giông tố của cuộc đời, là bạn đã có ít nhất một nửa cuộc đời thành công. Vì thế, lời khuyên được đưa ra là dù có say mê ai đó đến mức nào, bạn hãy dành thời gian tìm hiểu thật kỹ người đó trước khi định gắn bó lâu dài với họ. Hãy chắc chắn đó là người phù hợp với mình. Điều thứ hai, không hòa giải các mâu thuẫn gia đình. Nhiều người buồn bã chia sẻ rằng nỗi hối tiếc lớn nhất của đời họ là đã không giải quyết mâu thuẫn với con cái và lâu lắm rồi không liên hệ với chúng. Họ ước họ đã cố gắng hòa hợp với con cái nhiều hơn, dám đối diện sự thật, tha thứ hoặc xin lỗi vì những lỗi lầm của họ trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn. Nhiều người cho biết thời trẻ đúng hay sai đối với họ rất quan trọng, nhưng khi già rồi họ thấy rằng chỉ có tình thân mới là quan trọng, đúng hay sai lúc này chẳng còn có ý nghĩa gì nữa. Sợi dây tình cảm gắn bó giữa những người ruột thịt với nhau thật đáng quý, đừng để những chuyện nhỏ nhặt cắt đứt đi mối liên hệ ấy. Có người nói rằng
con người mạnh mẽ nhất không phải là người có sức khỏe tốt nhất hay đánh được nhiều kẻ địch nhất, mà là người biết tha thứ cho người khác. Điều thứ ba, không biết cách bày tỏ tình cảm của mình. Một trong những điều hối hận nhất của những người đàn ông có tuổi là đã không thường xuyên bày tỏ tình cảm của họ với những người mình thương yêu và đã để tuột mất nhiều cơ hội đáng tiếc. Cuộc sống là không chờ đợi. Nếu bạn thật sự yêu thương ai đó, đừng ngại ngần nói ra, đừng để mọi chuyện trở nên quá muộn màng. Điều thứ tư, đã không đi du lịch khi có cơ hội. Có những người cả đời hầu như không đi khỏi địa phương nơi họ sinh sống. Và vì thế, họ chẳng biết thế giới ngoài kia rộng lớn ra sao, tươi đẹp đến thế nào. Như một câu nói trong bài hát nổi tiếng, không đi làm sao biết ngoài kia một mai là sương hay nắng tỏa. Họ đồng ý chôn vùi cuộc đời mình trong những không gian hạn chế, với những con người có tư tưởng cũng bị bó hẹp, chấp nhận những điều không xứng đáng với họ. Đi du lịch không chỉ là đi nhìn ngắm những cảnh sắc tươi đẹp của hành tinh này, mà còn là cơ hội mở rộng nhân sinh quan của mỗi người, cho họ nhiều cơ hội được gặp gỡ, trải nghiệm, trưởng thành và biết mình cần điều gì nhất, xứng đáng với điều gì nhất. Một phụ nữ từng nói rằng, nếu bạn được lựa chọn giữa việc loanh quanh trong căn bếp nhà mình và đi du lịch, đừng ngần ngại chọn chuyến du lịch nhé. Điều thứ năm, mất quá nhiều thời gian để lo lắng. Không có sự việc tốt hay sự việc xấu, tất cả chỉ là do góc nhìn. Shakespeare đã nói, chẳng có gì tốt cũng chẳng có gì xấu, chính suy nghĩ mới tạo ra tốt xấu. Ông cho rằng thế giới xung quanh ta là trung lập, nó có tính khách quan. Hầu hết những cảm giác khó chịu của bạn là do các niềm tin phi lý gây ra. Đúng là tâm nhàn sinh việc thừa, người nhàn sinh thị phi. Có một câu nói rất hay được trích từ bộ phim, đó là cuộc sống có thể được đúc kết bằng một lựa chọn đơn giản, hoặc bận rộn sống, hoặc vội vã chết. Đối với người nghèo đến nỗi muốn sinh tồn cũng khó khăn, làm gì có thời gian dành đi chê bai công việc thế này thế khác. Đối với một người bận rộn đến độ không có thời gian nghỉ ngơi, làm gì có thời gian để nghĩ lung tung. Dường như chẳng có lúc nào mà con người không lo lắng. Còn nhỏ thì lo chuyện học hành, lớn hơn chút nữa thì lo chuyện công việc, sau đó thì lo gia đình, con cái. Cả cuộc đời chỉ quay cuồng trong những nghĩa vụ, trách nhiệm. Chúng ta bào mòn bản thân trong sự lo lắng. Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 của Tây Tạng từng nói, nếu một vấn đề có thể giải quyết được, vậy thì không cần phải lo lắng. Nếu một chuyện đã không thể giải quyết được, vậy thì lo lắng cũng vô ích, chi bằng đừng lo lắng nữa. Vậy thay vì lo lắng, hãy nghĩ đến những điều tích cực và tận hưởng cuộc sống. Điều thứ 6, vì đã không trung thực với người khác. Có câu chuyện thế này. Có một vị khách bước vào tiệm sửa chữa xe hơi, tự nhận là tài xế của một công ty vận chuyển nào đó. Anh nói với người chủ tiệm, trên phiếu thu chi của tôi, nhờ ông ghi thêm vài linh kiện lên đó. Đợi sau khi tôi trở về thanh toán với công ty, tôi sẽ chia một phần tiền kiếm lời cho ông. Nhưng ông chủ tiệm cự tuyệt yêu cầu này. Vị khách vẫn kiên trì nói, việc kinh doanh của tôi cũng không nhỏ, sẽ thường xuyên đến đây. Như thế ông chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền từ tôi đấy. Ông chủ tiệm bảo anh, chuyện này dù thế nào, ông cũng nhất quyết không làm. Vị khách nghe vậy rất tức giận, trách ông, ai mà chẳng làm như vậy, tôi thấy ông đúng là đồ ngốc. Ông chủ nhiệm cũng nóng nảy, muốn vị khách này lập tức rời khỏi, bảo anh đến chỗ khác mà bàn chuyện làm ăn. Lúc này, trên mặt vị khách kia mới lộ ra vẻ mặt tươi cười, lòng đầy cảm phục, nắm tay ông chủ tiệm và nói, tôi chính là ông chủ của công ty vận chuyển kia, tôi vẫn đang tìm kiếm một tiệm sửa xe có chữ tín để làm ăn lâu dài. Anh bảo tôi bây giờ phải đến nơi nào bàn chuyện làm ăn đây? Đối mặt với những cám dỗ mà lòng không dao động, cũng không bị mê hoặc, cho dù bình đạm như mây trôi, mộc mạc như nước chảy, nhưng lại khiến người khác lĩnh hội được một loại cảm giác lớn lao như núi cao biển rộng. Đây chính là lòng thành tín, một kiểu nhân phẩm thanh cao mà đáng quý. Thành tín trung thực là một phẩm chất tốt đẹp mà mọi người cần phải có, là một trong những mỹ đức đáng được ngợi ca. Thành tín là nền tảng cơ bản không thể thiếu trong việc làm người, là sự tôn nghiêm của mỗi cá nhân,
là đạo của tề gia, là cơ sở trong kết giao bằng hữu, là linh hồn của kinh doanh. Điều thứ bảy, vì đã không nắm bắt những cơ hội nghề nghiệp. Jeremy Bloom, người sáng lập của một tổ chức từ thiện giúp hiện thực hóa những điều ước cho những người lớn tuổi, từng nói: thế hệ người đi trước cho chúng ta biết rằng ta cần phải sống một cuộc đời có thiên hướng, nói có với mọi thứ. Điều mà Jeremy muốn nói ở đây là với những cơ hội được khoác trên mình bộ trang phục của khó khăn và thử thách trước mắt, đừng ngại ngần chấp nhận chúng, đừng sợ bước ra ngoài vùng an toàn. Dù điều tệ nhất xảy ra đó là bạn thất bại, bạn vẫn học được nhiều bài học vô cùng quý giá. Có người từng nói, khi còn trẻ, chúng ta luôn mơ ước được thay đổi thế giới. Đến cuối cùng, chúng ta chỉ muốn thay đổi bản thân mình. Sau tuổi 50, thất bại đáng sợ nhất là trong quá trình theo đuổi ước mơ, chúng ta đã không nắm bắt được phương hướng và mức độ đúng đắn. Cuối cùng, kết quả nhận lại chỉ như dã tràng xe cát biển đông. Nỗ lực và bận rộn cả đời nhưng vẫn phải trở lại vạch xuất phát. Không nói đến sự nghèo nàn túng thiếu về mặt kinh tế ở tuổi già khiến người ta bi ai, mà điều khiến người ta cảm thấy đáng sợ hơn là cảm xúc thất vọng về bản thân mình. Có người nói, trên đời này không thiếu những người sinh sau đẻ muộn, chỉ cần họ kiên trì ước mơ, dám đấu tranh thì ắt sẽ thành công. Nhiệt huyết tuổi trẻ khiến bạn có thể đứng lên hết lần này tới lần khác sau vô số thất bại. Nhưng khi đã bước vào giai đoạn trung niên, không phải ai cũng có dũng khí để tiếp tục mạo hiểm. Điều thứ 8, vì đã không chăm sóc cho sức khỏe của bản thân. Có câu nói, chiếc giường đắt nhất là chiếc giường trong bệnh viện. Đủ để thấy sức khỏe là tài sản lớn nhất và quan trọng nhất của mỗi người. Sự giàu có, thành đạt, hạnh phúc viên mãn trong cuộc sống, tất cả đều đứng sau từ sức khỏe. Vì nếu không có sức khỏe, bạn không đủ tư cách để làm bất kỳ một việc nào khác. Cách đây hơn một năm, hầu như không ai là không biết đến câu chuyện một kỹ sư trẻ tài năng mới có 36 tuổi của tập đoàn công nghệ Huawei đã đột tử sau 22 tháng làm việc liên tục, không ngừng nghỉ. Nếu biết chăm sóc cho sức khỏe, cân bằng, điều độ giữa công việc và cuộc sống, thì phần đời trước mắt của người kỹ sư này sẽ trải rộng biết bao nhiêu. Nhưng đáng tiếc, trong đời không bao giờ có chữ nếu. Vì thế biết yêu thương, trân trọng và nâng niu cái cơ thể duy nhất mà cha mẹ đã ban tặng cho bạn là điều quan trọng nhất trước khi bạn vạch ra những mục tiêu mình cần thực hiện trong cuộc sống. Quý vị có đồng tình với những chia sẻ này của Ngẫm Sự Đời không ạ? Ban biên tập của kênh rất mong muốn sẽ nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về. Vì thế đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian vàng ngọc để nhấn nút yêu thích và đăng ký kênh để ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh Ngẫm Sự Đời.